Vi hành cùng sao. Chương trình review độc đáo và chân thật về ẩm thực, các dịch vụ sức khỏe, làm đẹp, những địa điểm check-in sống ảo hoặc những nơi vui chơi giải trí đang gây sốt cho giới trẻ. Hấp dẫn, vui nhộn và nhiều màu sắc. Hello, xin chào mọi người, mình là Gina đây và đây là chương trình Vi hành cùng sao. Và hôm nay Gina sẽ dẫn mọi người đến một cái quán ăn rất là, Gina thấy nó rất là hot trong thời điểm dạo gần đây. Và không hiểu vì sao nó lại hot nữa. Và đây chính là món tương càng 29k. Đây mọi người hãy nhìn xem, đây là thực đơn của quán: tôm cháy bơ tỏi nè, tôm nước muối ớt, tôm xào hành gừng, cà ri tôm càng kiểu Mỹ, tất cả đều có cùng một giá là 29.000 một lạng. Thì bây giờ Gina sẽ order nhé. Anh ơi, cho em 3 lạng tôm cháy bơ tỏi, 1 lạng tôm cà ri. Ồ, chị ấy vừa nói là hết hành gừng rồi. Ồ, mà cũng hên là Gina không gọi hành gừng. Đây, đây mọi người hãy xem nhá. Đây, anh bếp đang nấu. Wow, lửa to quá trời luôn. Mùi rất là thơm nha mọi người. Mùi rất là nghe, rất là muốn ăn. Muốn ăn. Có nước sốt này đây. Đây là tôm cháy bơ tỏi, anh ấy vừa bỏ bơ vào trong. Và đây là, anh ơi cho em hỏi đây là nước gì vậy anh? Cái này là món sốt bơ tỏi. Ồ, em thấy bơ tỏi bình thường là mình chỉ có bơ với lại tỏi thôi. Cái này có thêm cái nước sốt gì nữa đúng không anh? Đúng rồi, cái này nước sốt nấu từ tỏi xay ra, sốt xí muội. Ồ, cái đó là kiểu bí quyết công thức của nhà đúng không anh? Đây là lý do mà tôm cháy bơ tỏi ở đây khác hơn hẳn so với tất cả những chỗ khác, là tại vì chỗ khác thì nó chỉ có bơ và tỏi thôi, còn chỗ này là nó có cả một công thức gia truyền nữa. Đây là tôm cháy bơ tỏi 3 lạng, cà ri tôm càng 1 lạng. Thôi, tổng bill rẻ quá mọi người ơi, có 116.000 thôi à. Anh ơi, cho em hỏi là quán của mình á được thành lập lúc nào anh? Thành lập hồi 25 tháng 12 em. 25 tháng 12. Mấy tháng đầu tiên á nó cũng đông như vậy đúng không anh? Tháng đầu tiên á thì cái doanh thu cũng không tốt bằng tháng thứ 3, tháng 4. Hiện tại 2 tháng nay là cái lượng khách hàng họ ăn rồi á. Họ quen, bắt đầu họ cảm nhận cái sản phẩm nó tốt, chất lượng nó duy trì, cho nên họ đến đây mua rất là nhiều. 50% là khách chỉ bản like, còn 50% là khách hàng quen. Wow. Ngoài ra thì anh có nhận order qua hotline nữa, qua cái số tổng đài. Bây giờ thì trời cũng đã tối rồi mọi người ơi. Như bây giờ chắc tầm 6 giờ rưỡi gì đó, khách thì cũng đã vắng bớt rồi. Hồi nãy lúc mà Gina đứng ở đây đợi á, lúc mà tầm 4-5 giờ thì Gina thấy mọi người xếp hàng rất là đông. Rất là đông luôn, mà Gina lúc đó còn sợ là chắc mình không có tôm để mà ăn nữa luôn á. Nhưng mà như hôm nay thì đỡ hơn. Đây đây mọi người ơi, tôm của Gina nó xong rồi nè. Phải không? Trời ơi, ngon quá đi. Trời ơi, ngon thật sự ngon. Nhìn thích quá à. Đây, chị đang sẽ chỉ cho mọi người nguyên liệu nha. Đây là tỏi nè, đây là dầu, đây là sốt bơ tỏi, đây là sốt cà ri. Nó đen này quá, nó đen quá luôn. Thôi chị đang rất là nóng lòng để được ăn, đói bụng lắm luôn rồi đó. Đói bụng lắm luôn rồi đó. Con cười em. Và như chị nào thấy ở đây á, là người ta thường mua đem về không ạ? Chứ nhìn xung quanh thì không có chỗ nào hết. Và ngồi thì cũng khá là chật chội luôn. Đây, đầy đủ tất cả cái... Đây, còn có bao tay nè mọi người. Còn có bao tay nữa nha. Không có sợ bị dơ nè. Khăn ướt, bao tay đó là đầy đủ. Cho đựng cọng.
thôi. Còn đây chị đã thấy có mấy cái nước sốt. Không biết nước sốt này là nước sốt gì vậy ta? Nước chấm. Anh ơi, à, chị ơi cho em hỏi đây là nước chấm gì vậy chị? Dạ, cái này là muối ớt đỏ à. Muối ớt đỏ à? Dạ. Wow, muối ớt đỏ. À không những thế mà ở đây còn có nước mía nè. Có nước đâu mọi người. Như mọi người ăn xong rồi mọi người phải uống nước đúng không? Thì đây có nước mía nè. Nước mía nha. Nước chanh dây nè, cam bắc luôn. Rất là thích. Một ngày mình lấy bao nhiêu ký tôm anh? À, ngày thường á là khoảng 70 ký. 70 ký. Còn ngày thứ bảy chủ nhật thì khoảng 100 ký một ngày. Wow. Ngoài ra ngoài tôm càng ra tôi còn bán cái tôm mũ ni nữa. Ồ, tôm mũ ni, nhưng mà hôm nay hình như không có tôm mũ ni à? Có. Ồ, thì cái đó là mình có theo tùy ngày. Tùy theo ngày, nếu mà có thì anh mới cho vào bán vào. À. Thì nay có nói chuyện với lại anh quản lý thì anh ấy bảo là cái chỗ tôm này là xuất xứ từ Bến Tre, đây là những con tôm mà nó khá là yếu á, không thể nào xuất khẩu được. Và nước ngoài thì đem về đây chế biến. Cho nên là tôm vẫn còn rất là ngon mà giá thì lại rẻ. Rốt cuộc công cuộc chờ đợi cũng đã xong. Mọi người xem này, mọi người xem này. Đây là tôm cháy bơ tỏi nhá. China đã order 3 lạng. Thì ở đây có 4 con, con nào cũng lấy cũng thấy to quá trời luôn. Còn đây là cà ri. Tôm cà ri thì 1 lạng mà 2 con cũng bự tít. Đây nha mọi người, đây là muối tiêu chanh. Còn đây thì theo hồi nãy China hỏi cái chị mà bán thì chị ấy bảo là đây là nước mắm ớt, nước chấm ớt gì đó, ớt đỏ gì đấy. Còn bây giờ đây, ở đây là có đầy đủ nè. Ở đây là có khăn ướt nè, có găng tay nè, để các bạn không sợ bẩn. Thì mình sẽ bắt đầu ăn thôi. Rồi, ra một tay phải. Chó quá. Đây, China đã đeo găng tay phải ở đây. À, trời ơi, nóng quá trời nóng luôn. Con tôm rất là to, nhìn rất là khủng. Rất là đẹp luôn. Ôi, nhìn là cái nó muốn ăn liền đúng không mọi người? À không chỉ thế mà còn có bắp nữa nè. Bắp này là để cho mọi người khi mà mọi người ăn tôm không á thì mọi người ngán, mọi người sẽ ăn cùng với bắp nữa. Còn bên đây, cái sốt cà ri này thì China thấy nó có vẻ đậm hơn nè. Mà không biết mùi vị như thế nào, nó có ngon hơn là bên cháy bơ tỏi không? Wow, mọi người ăn thôi. Trời ơi, mọi người xem nè, mọi người xem nè. Trời ơi, con tôm rất là bóng bẩy, to, mọng nước. Không biết vị tôm như thế nào nhé. Rồi xin nào nha. Ngon quá mọi người ơi. Thịt tôm rất là ngọt, rất là chắc. Này nước sốt nè. Sốt quá trời. Ăn thêm miếng nữa. Quả là không uổng công chờ đợi mà. Rất là ngon mọi người ơi. Với một cái giá là 116.000 cho 3 lạng tôm cháy bơ tỏi và 1 lạng tôm cà ri. Rất là đáng tiền luôn. Đây là gạch tôm nha mọi người. Một số bạn á không thích ăn gạch tôm, nhưng mà China rất là thích ăn gạch tôm vì rất là béo. China cảm thấy rất là hạnh phúc luôn á mọi người. Bình thường á, đố mọi người biết China thích ăn món gì nhất? China thích ăn hải sản nhất, mà trong tất cả loại hải sản China thích tôm nhất. Ăn tôm giống như là China có thể ăn tôm mỗi ngày, sáng đến tối, tối tối đến sáng luôn cũng được nữa. Trời ơi, thì nó thích cái tôm cà ri này hơn cả tôm cháy tỏi nha mọi người. Nó rất là đậm đà và cái mùi vị của nó không có khó ăn như là cái vị cà ri bình thường nó nồng đâu. Cái vị cà ri này nó rất là ngon mà nó rất là dễ ăn mà nó đậm đà hơn là cả tôm cháy tỏi nữa. Còn điều lưu ý nữa là tôm ở đây nếu mà mọi người ăn mọi người thấy không ngon á thì sẽ được đổi một luôn, một đổi một luôn. Mọi người ơi, nhìn này. Đây là số tôm mà China đã xử hết.
gồm tôm cháy bơ tỏi và tôm cà ri. Thực sự thì với một cái giá là 116.000 cho 4 lạng tôm như thế này quá rẻ, quá ngon luôn. Tại vì con nào con nấy rất là chắc thịt ngọt nè, còn to nữa. Nói chung tổng kết lại cái quán ăn này thì China sẽ cho 3/5 điểm. Tại vì China thấy là tôm nè, tôm cũng khá ngon. Các nước sốt cũng đậm đà vừa vị, nhưng mà điểm trừ China thấy đó chính là lâu. China thấy kiểu xếp hàng lâu quá, kiểu hơi bị mệt á. Những người nào muốn ăn thì phải tới trước giờ luôn, không chỉ tới đúng giờ mà còn phải tới trước giờ nữa. Và có một điểm trừ nữa là ở xung quanh đây á, nó kiểu tại vì ở đây là có một cái xe bán nước mía, cho nên là những cái rác thải của nước mía bị ruồi buông rất là nhiều, cho nên là China hơi không thích cái điểm đó cho lắm. Nhưng mà nếu mà mọi người mà mua đem về thì không sao, rất là ok, rất là ngon nữa. Cho nên là China cho 3/5 điểm. Và nếu các bạn thích video này, các bạn hãy nhớ like, share và subscribe cho kênh channel của Vi Hành Cùng Sao. Và chưa hết nữa, nếu các bạn có thích những cái địa điểm nào khác ngoài tôm càng này ra, ví dụ như là những cái quán cà phê nè, hay là những cái khu vui chơi giải trí nào nè, các bạn muốn China tới để review cho các bạn xem, thì các bạn hãy nhớ comment bên dưới nha. Vi Hành Cùng Sao, chương trình review độc đáo và chân thật về ẩm thực, các dịch vụ sức khỏe, làm đẹp, những địa điểm check-in sống ảo hoặc những nơi vui chơi giải trí đang gây sốt cho giới trẻ, hấp dẫn, vui nhộn và nhiều màu sắc.